giới chức tỉnh Zaporizhia do Nga cũng bổ nhiệm đã cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân tại đây và gây ra một đám cháy lớn. Đài RT Nga dẫn lời quan chức tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm cho biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã gặp hỏa hoạn sau cuộc tấn công của phía Ukraine nhằm vào thành phố Energoda nằm gần đó, gây ảnh hưởng cho các hệ thống làm mát của nhà máy. Hiện 6 lò phản ứng của nhà máy đã được đặt trong tình trạng làm lạnh để ngăn ngừa và không có nguy cơ nổ hơi nước hoặc hậu quả khác. Các cơ quan cứu hộ đang làm việc ở hiện trường và các nguồn gây cháy đã được dập tắt. Mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy vẫn ở mức bình thường và không tạo ra mối đe dọa cho người dân xung quanh. Tuy nhiên, trong tuyên bố trên ứng dụng Telegram của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc chính phủ Nga đã gây ra vụ hỏa hoạn bên trong nhà máy Zaporizhia.